Này Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của địa giới là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của thủy hỏa phong không thức giới là hành bát nhã ba la mật đa, vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tánh sâu xa của địa giới thì chẳng phải là địa giới, vì tánh sâu xa của thủy hỏa phong không thức giới thì chẳng phải là thủy hỏa phong không thức giới. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của vô minh là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao Này xá lợi tử vì tánh sâu xa của vô minh thì chẳng phải là vô minh vì tánh sâu xa của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não thì chẳng phải là hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Này xá lợi tử nếu đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh sâu xa của bố thí ba la mật đa là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh sâu xa của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này xá lợi tử, vì tánh sâu xa của bố thí ba la mật đa thì chẳng phải là bố thí ba la mật đa, vì tánh sâu xa của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thì chẳng phải là tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa này xá lợi tử nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh sâu xa của pháp không nội là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh sâu xa của pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được được. pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh là hành bát nhã ba la mật đa vì sao này xá lợi tử vì tánh sâu xa của pháp không nội thì chẳng phải là pháp không nội vì tánh sâu xa của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thì chẳng phải là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh này xá lợi tử nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh sâu xa của chân như là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh sâu xa của pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ là hành bát nhã ba la mật đa vì sao? Này xá lợi tử, vì tánh sâu xa của chân như thì chẳng phải là chân như, vì tánh sâu xa của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thì chẳng phải là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng hành tánh sâu xa của Thánh Đế Khổ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh sâu xa của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì sao? Này xá lợi tử, vì tánh sâu xa của Thánh Đế Khổ thì chẳng phải là Thánh Đế Khổ, vì tánh sâu xa của Thánh Đế Tập Diệt Đạo thì chẳng phải là Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Này xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của bốn tịnh lự là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của bốn vô lượng bốn định vô sắc là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này xá lợi tử, vì tánh sâu xa của bốn tịnh lự thì chẳng phải là bốn tịnh lự, vì tánh sâu xa của bốn vô lượng bốn định vô sắc thì chẳng phải là bốn vô lượng bốn định vô sắc. Này xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của tám giải thoát là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao Này xá lợi từ vì tánh sâu xa của tám giải thoát? Thì chẳng phải là tám giải thoát, vì tánh sâu xa của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Thì chẳng phải là tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Này xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của bốn niệm trụ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh sâu xa của bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này xá lợi tử, vì tánh sâu xa của bốn niệm trụ thì chẳng phải là bốn niệm trụ, vì tánh sâu xa của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thì chẳng phải là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo.